Ở trên tay mình hiện tại là một bản được phân phối chính hãng, một bản được phân phối chính hãng nhé, nguyên siêu. Mà bên mình đã bán ra thì mình làm clip này để hướng dẫn các bạn là sao mua cho chuẩn được một chiếc máy chính hãng. Tại vì là với mức giá là hơn 5 triệu không phải là thấp, như nhiều khi chúng ta mua mà lại bị máy bóc ra rồi, hay là bị máy xách tay ấy, đóng lại siêu ấy, hay là bị lừa là chính hãng ấy, thì cũng là rất là thiệt thòi chúng ta đúng không? Hello, hello, xin chào anh em. Vâng, mình đang có một chiếc Xiaomi, một chiếc Xiaomi Redmi Note 9 Pro ở đây. Thì thời gian gần đây ấy, mình rất là ít làm về clip về chiếc Xiaomi, bởi vì thực tế ra mà nói thì hiện tại Xiaomi bản chính hãng nó rất là nhiều, bản sách tay thì ít lắm, nó không có nhiều nữa. Thế nên là cũng không có cái dịp nào để làm clip phân biệt hay là so sánh hay là hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc máy tốt nhất. Nhưng mà cũng có một cái động lực, đó là hôm trước một bạn vào xem clip của mình về hướng dẫn cách xem chiếc Xiaomi Redmi Note 8 chính hãng, cũng như là chiếc Redmi Note 8 sách tay ấy, thì bạn ấy có bảo mình là bạn hướng dẫn mình bạn ấy cách để bạn ấy mua chiếc máy Redmi Note 9 Pro này cho chuẩn. Thì thực tế mà nói ấy, thì bây giờ mình không lấy được bản Redmi Note 8 Pro bản sách tay đâu, nói chung là không lấy được, không có hàng. Mà bản chính hãng thì bây giờ giá của nó rất là tốt. Đây là bản với dung lượng là 6GB RAM, bộ trong 128GB này thì bên mình bán chỉ có hơn 5 triệu thôi. Đây chỉ có hơn 5 triệu thôi, bây giờ là tháng đầu tháng 8 của năm 2020 ấy. Còn các bạn mà xem clip này sau này thì các bạn cứ vào đường link mô tả là các bạn xem giá cụ thể và chính xác nhất nhé. Chứ hiện tại bây giờ bên mình bán chỉ có hơn 5 triệu chiếc máy này thôi, cấu hình rất là khỏe luôn, pin những 5.000 và đầy đủ các tính năng như là hồng ngoại, tất cả các thứ. Thực ra những chiếc Xiaomi mà đắt tiền mười mấy triệu nó không có hồng ngoại đâu. Hồng ngoại thì để dùng để điều khiển TV, điều hòa, cũng như là những thiết bị mà để dùng phải dùng điều khiển của gia đình mình ấy, là những chiếc máy này nó hỗ trợ cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì mặc dù là nếu mà người ta bán rẻ hơn thì vẫn là thiệt thòi, bởi vì mà tiếng là mua, nói là mua chính hãng thì cuối cùng là mua phải sách tay hay mua phải hàng đóng lại, rất là nguy hiểm. Vâng, thì việc đầu tiên để nói đến những hàng Xiaomi chính hãng ấy, thì chúng ta cũng được biết thời gian gần đây khi mà phân phối thị trường quốc tế cũng như là chính hãng tại Việt Nam mà được đơn vị DigiWorld người ta phân phối tại thị trường Việt Nam ấy, thì bao giờ nó sẽ có đóng gói là rất là giống nhau. Có nghĩa là hộp bao giờ cũng sẽ là màu trắng và đằng trước hộp nó sẽ in hình máy như thế này. Các bạn có thể xem lại clip mà Redmi Note 8, mà hướng dẫn Redmi Note 8 với mình ấy, thì chiếc máy xách tay để cái hộp màu xanh luôn, mà chỉ có chiếc Redmi Note 8 thôi. Còn chiếc Redmi Note 8 bản chính hãng nó sẽ in hình ở đây. Thì từ đời Note 8 trở đi thì những cái chiếc máy mới ra đợt gần đây nó đều như thế hết. Còn như chiếc K30 xách tay bên mình ấy, thì nó sẽ là hộp màu đen hoặc hộp màu trắng, K10 Pro hoặc màu đen. Còn K10 5G sẽ là hộp màu trắng. Đó là chỉ ghi chữ như vậy thôi, không ghi tên máy, đó là bản xách tay của bản chính hãng như này. Và bao giờ trên hộp của nó sẽ là tiếng Anh. Đó, các bạn lưu ý như vậy nhé. Đây các bạn nhìn thấy nhá, Redmi Note 9 Pro này. Đó, hoặc là bên dưới này có thể ghi là dễ dàng truy cập được vào những ứng dụng Google mà bạn thường xuyên truy cập, mà bạn thường xuyên kết nối ấy. Dễ dàng kết nối vào những ứng dụng Google mà bạn thường xuyên truy cập. Đó, nó tiếng Anh hoàn toàn thôi và bao giờ cũng sẽ là có Google ở đây. Bởi vì là bản quốc tế bao giờ cũng vậy, bản sách tay sẽ không bao giờ Google luôn. Chỉ khi chúng ta unlock và cài ROM quốc tế thì mới có thôi. Đó, ở phần thông tin email của hãng này, nó cũng mặc dù là tem dán lên nhưng nó sẽ là đầy đủ thông tin tiếng Anh. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Giờ trên cùng này, nó cũng sẽ có tên máy này, ví dụ đây là Redmi Note 9 Pro, đây là phiên bản màu trắng này. Bạn nhìn đâu, đây là màu sắc này. Thì sách tay thì nó sẽ là tiếng Anh, à tiếng Trung. Sách tay bao giờ là tiếng Trung mà chúng ta sẽ không hiểu gì cả đúng không? Đó, bên dưới ghi nó có ghi là 6GB RAM và ROM là 128GB. Đó, bằng tiếng Anh hết. Phía dưới tiếp theo là nó sẽ ghi trong hộp gồm những cái gì. Đó, chúng ta có nhìn thấy nhá. Trong hộp là có Redmi Note 9 Pro này. Đó là thân máy này, một cái adapter sạc này, một cái USB Type-C này, đây, một cái cáp USB Type-C này. Đó, một cái lấy SIM. Đó, một dụng cụ lấy SIM này. Đó, dụng cụ lấy SIM sẽ tàn này. Một cái ốp lưng. Đó, một cái cách ấy. Một sách hướng dẫn sử dụng và một thẻ bảo hành. Đó, bao giờ người ta sẽ ghi như vậy. Và tên modem tất cả bằng tiếng Anh này rất là dễ này. Được sản xuất bởi công ty Xiaomi này. Đấy, tổng công ty Xiaomi, địa chỉ nó ở đâu là ghi đó này. Đó, chúng ta nhìn thấy nhá. Rất là chi tiết luôn. Đó, sản xuất ở Trung Quốc. Và bên dưới này có các tiêu chuẩn những cũng như các vùng mà máy này được phân phối đến. Đây mình nghĩ là vậy. Đó. Phía bên này là email này, thông tin giống như bản Trung Quốc cũng thế thôi. Đây và dưới này nó sẽ có thông tin vào ngày tháng sản xuất. Đây là tháng 5 của năm 2020 đấy. Rất là mới luôn, đúng không các bạn? Đó. Và cái điều quan trọng nhất nhá, của cái bản nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam, không phải là sách tay. Bởi vì bây giờ chúng ta có thể mua bản sách tay của Ấn Độ mà, thì nó cũng sẽ có hộp tương tự như thế này, đúng không? Đó, sách tay của Ấn Độ thì sẽ hộp tương tự như thế này. Đó, đây. Thì bao giờ bản chính hãng nhập khẩu tại Việt Nam chúng ta cũng sẽ được thấy một cái tem dán ở ngoài siêu nhá. Bao giờ người ta dán ngoài siêu, phải dán trong siêu đâu. Một cái tem tiêu chuẩn của nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam là DigiWorld. Hiện tại Xiaomi phân phối tại Việt Nam chỉ có DigiWorld thôi. Ngày xưa có FPT nhưng mà bây giờ thì
gần như không còn những điện thoại mới của FPT nữa, có lẽ là đi Google đã độc quyền rồi, cái đấy thì mình không biết rõ. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy nhé, nó sẽ có là đơn vị phân phối Google này, và bao giờ cũng sẽ có cái tem hợp quy ở đây ICT ấy, đó có mã số ở đây. Chúng ta nhìn thấy này, đó. Tiếp nữa thì phía dưới này sẽ có thông tin đầy đủ bằng tiếng Việt, ví dụ điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 và 49 Pro màu trắng này, đây modem tên như nào, đó, đây dãy số đây có lẽ là 3593 này, đấy nó sẽ là một cái dãy số gì đó, mình cứ nghĩ là email chứ không phải đâu, đó, nếu mà in được email đây thì chi tiết quá, đấy có dãy số mà ngoặc này, đơn vị nhập khẩu là công ty cổ phần thế giới số, đó nó còn đi du đấy, và địa chỉ này, đó các bạn nhìn thấy nhá. Sản xuất nhà xuất khẩu là của Xiaomi HK Limited. Đó, đầy đủ thông tin ở dưới này. Thì bao giờ ấy, chắc chắn một điều là những cái bảng chính hãng tại Việt Nam phân phối bởi Dizhu nó sẽ phải có tem như này nhá. Thì hiện tại bây giờ mình nhập khẩu, mình chỉ nhập khẩu được của Dizhu thôi. À, mình nhập về bán chỉ có nhập của Dizhu thôi, không có bất đơn vị nào khác cả. Thế khi các bạn đi mua hàng chính hãng thì bao giờ nó cũng sẽ phải có như này. Phải nguyên siêu và siêu sẽ phải dán trên một cái tem như này. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Đấy, thì ở bên này nó sẽ có ví dụ như là trong hộp có những cái gì hay là có những cái hướng dẫn sử dụng ở trong này nó sẽ ghi đầy đủ này. Đó, các bạn nhìn thấy phụ kiện trong hộp gồm có pin này, sạc này, pin trong máy hoặc ngoài trong máy là sạc cáp USB kiểu C này, đó, cây tháo SIM này, ốp lưng này, và sách hướng dẫn sử dụng. Đó, tránh nhiệt độ cao, phòng cháy, tất cả các tiêu chuẩn và quy định nó sẽ phải ghi đầy đủ ở đây. Thì mình lưu một điều nữa, để rất là nhiều kênh video mà người ta đã làm và người ta nói là cái bản Redmi Note 9 Pro này ở phiên bản phân phối thị trường Ấn Độ là Redmi Note 9 Pro, nhưng về đến Việt Nam là Redmi Note 9S. Cái điều đó thì cũng có một phần đúng, một phần không đúng đâu các bạn nhé. Note 9S là chiếc máy khác hoàn toàn. Đây này, Note 9S nó là một chiếc máy khác hoàn toàn, cũng được phân phối bởi Dizhu luôn. Đó, các bạn nhìn thấy nhé. Nhưng nó là một chiếc máy khác hoàn toàn này. Và Note 9 Pro là một chiếc máy khác. Đó là các bạn lưu ý là như vậy này. Note 9S và Note 9 Pro là một chiếc máy khác. Hai chiếc máy này thì có cấu hình gần như là tương tự nhau. Với CPU là Snapdragon 7320G, RAM và bộ nhớ thì tùy phiên bản. Ví dụ như phiên bản Note 9S là bên mình là RAM là 4GB 64, còn Note 9 Pro là 6GB 128. Nó sẽ khác nhau duy nhất ở một điểm như này, màn hình giống hệt nhau nhé, khác nhau duy nhất một điểm như này, đó là con Note 9 Pro nó sẽ sử dụng bộ camera 4 camera, trong đó camera chính là 64MP, còn con Note 9S là nó sẽ là camera chính sẽ chỉ là 48 thôi, nó chỉ khác nhau duy nhất như thế thôi, và Note 9S nó sẽ rẻ hơn đó. Thế nên các bạn không nên nhầm lẫn giữa hai phiên bản này nhé. À, mình bỏ con này bên bởi vì bạn đã hỏi Note 9 Pro thì mình chỉ là Note 9 Pro thôi. Con này mình nghĩ chắc chắn là bên trong nó sẽ là tương tự, chứ nó không khác gì nhiều đâu. Đó, bên trong chắc là tương tự thôi. Bây giờ mình sẽ mở hộp xem bên trong Note 9 chính hãng nó sẽ như thế nào. Các bạn cứ xem cái clip này của mình và chuẩn như thế thì các bạn lấy nhá. Đó. Thì cái siêu này ấy, nó chỉ là siêu ni lông bình thường thôi. Đó, đóng lại thoải mái, đóng lại rất dễ luôn. Đó, các bạn lưu ý mình như vậy. Nhưng bao giờ ấy, nó cũng phải có tem ở trên này. Đó, mình sẽ hy sinh một cái này mình bóc cho các bạn xem luôn nhá. Đây. Đấy, bao giờ nó sẽ có một cái tem mà nó dán ở bên ngoài như này này. Đấy, tem của nhà phân phối Dizhu đó, các bạn lưu ý như vậy. Đấy, bên trong thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây, mở ra đầu tiên này. Đây, mở ra đầu tiên nó sẽ là một cái nắp ở phía trên này nữa, thì bên trong này nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, ốp lưng cũng như là thẻ bảo hành này, nó sẽ nằm ở bên này. Đấy, tiếp nữa dưới nó sẽ là máy nhá. Đây các bạn lưu ý này, máy nó sẽ được trong siêu rất là cẩn thận như thế này. Đó, sẽ được trong siêu rất là cẩn thận như này, các bạn lưu ý nhá. Đây, một trong cái túi siêu như này, đầy đủ các tem luôn. Phía bên trên cái siêu này nó sẽ in là bằng tiếng Anh đấy nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy tên là Redmi Note 9 Pro này, camera 64MP, IE 4 camera. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Dòng điện sạc nhanh là 30W. Đó, nó tặng theo cái củ sạc nhanh 30W ấy, hay là hỗ trợ sạc nhanh 30W thì tí mình xem lại củ sạc tiếp. CPU là Snapdragon 720G. Đó, tiến trình là 8 nanomet đấy, với hiệu năng tiết kiệm điện cao. Màn hình là 6.67 inch Full HD cộng. Đó, đốt display là cái gì thì mình không rõ bởi vì mình không phải là chuyên gia review đúng không? Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách mua thôi. Đây, củ sạc của nó đây. Đây, nó sẽ là một củ sạc nhanh rất là to ở đây. Đây các bạn nhìn nhá. Rất là to luôn. Và cái tên sạc nó có modem là DIZ11EZ. Các bạn lưu ý như vậy này. Đây là sạc 33W. Mắc luôn, đúng là theo như quảng cáo là nó sẽ tặng theo một cái sạc như vậy. Đây các bạn nhìn nhé, nó sẽ là một củ sạc nhanh 33W luôn. Nó còn khủng hơn là củ sạc của một chiếc Xiaomi Mi 9. Mi 9 là 27W thôi, nhưng đây là củ sạc 33W này. Và bao giờ các bạn lưu ý này, bao giờ là tiêu chuẩn của Việt Nam ấy, tiêu chuẩn sạc của Việt Nam các bạn cũng biết đấy. Ở Việt Nam thì thực ra là thiết bị ổ cắm nhà các bạn nó là đa năng rồi,
nó có rất là nhiều chân cắm, chân tròn, chân ba chân này, chân gì đa năng rồi. Nhưng thực tế từ trước nay quy định điện của Việt Nam ổ cắm nó chỉ là hai chân tròn như này thôi. Đó, nếu các bạn cứ để ý kỹ những thiết bị điện của nhà mình mà những cái thiết bị mà chuẩn chính hãng tại Việt Nam được phân phối nhá, mà được phân phối chính hãng cho Việt Nam ấy, thì bao giờ chân sạc cũng là chân tròn như thế này. Còn ví dụ như một số thiết bị điện mà chân dẹp thì thường thường nó sẽ là nhập khẩu từ Trung Quốc hay là từ Mỹ hay là từ Nhật Bản, thì nó sẽ là chân hai chân dẹp hay là ba chân thì chỉ có nhập khẩu tại Anh này, hay là tại Hồng Kông. Còn nếu mà ví dụ như thiết bị điện mà hai chân mà nó chéo chéo nhau ấy, thì bao giờ nó là Úc, bởi vì người ta có quy định chung rồi. Ở Hàn Quốc và Việt Nam nó sẽ dùng chân này. Nếu các bạn sang Hàn Quốc nó chỉ có chân tròn như này thôi, chứ nó không có nhiều chân như ở Việt Nam đâu. Bởi vì ở Việt Nam hiện tại bây giờ rất nhiều thiết bị điện được xách tay nước ngoài về, và rất là nhiều công ty người ta nhập khẩu thiết bị đó ở nước ngoài và dùng cái tiêu chuẩn điện đó về Việt Nam, thành ra là thiết bị điện bây giờ ở Việt Nam là đa năng rồi. Nhưng bao giờ củ sạc chính hãng Việt Nam nó sẽ là chân như này nhé. Nếu trong trường hợp mà bóc ra và chân dẹp thì không phải chính hãng Việt Nam đâu các bạn nhé. Đấy, bao giờ chính hãng tại Việt Nam ấy được phân phối tại Việt Nam thì bao giờ sẽ là chân tròn như này này. Đó, một sợi cáp UVDC thì cũng giống như là sợi cáp của những chiếc máy cao cấp khác của Xiaomi thôi. Đó, thì bao giờ chân nó sẽ không còn là màu trắng giống như chiếc K20 ngày trước nữa, hay là chiếc K30 đó, mà sẽ là chân màu da cam như này các bạn nhé. Đó, sau đó chân da cam rồi, nếu mà chân màu trắng thì không chuẩn đâu. Đó, các bạn lưu ý, bao giờ chân bên trong sẽ là màu da cam như này, hai đầu màu da cam này. Đó, thì các bạn biết là đây là công nghệ sạc rất là mới luôn. Nó chứ không phải chân màu trắng đâu, như là chiếc K20 hay là chiếc K30 5G mà bảo xách tay ấy, sẽ là chân màu trắng, các bạn lưu ý như vậy nhá. Đó, còn bên trong cái túi này xem nó sẽ là như nào này. Đây, bên trong cái túi này nó sẽ có rách rất là nhiều sách hướng dẫn sử dụng luôn. Như các bạn Trung Quốc nó chỉ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhỏ thôi và một cái thẻ bảo hành thôi, nhưng mà bản quốc tế thì bao giờ sẽ có một cuốn sách là dày như này này. Đây các bạn nhìn nhá, rất là nhiều loại ngôn ngữ luôn. Và mình cũng chưa thử tìm hiểu xem là nó có tiếng Việt hay không, nhưng mà mình nghĩ là hy vọng là nó có, bởi vì là thị trường Việt Nam là thị trường lớn mà, đúng không? Nhìn những chiếc máy của những cái thương hiệu nổi tiếng như Samsung các thứ là chắc chắn nó có rồi. Đấy, còn không biết là Xiaomi có hay không. Đấy, rất là nhiều ngôn ngữ này. Đó, tìm thử xem có tiếng Việt không nhá. Tiếng Nga này, hình như là chưa thấy tiếng Việt đâu. Đây là xem ô này xem nó có cái tiếng Việt không nhỉ? Hình như là không có tiếng Việt các bạn, không có viên nào. Đó, rất là tiếc cái việc này. Lẽ là Xiaomi không phải thấy Việt Nam là thị trường lớn, nó phải cho tiếng Việt vào chứ nhỉ? Làm tủi thân vãi. Trong cái đó thì mình bán bao nhiêu Xiaomi luôn, người Việt anh em chúng ta cũng dùng rất là nhiều Xiaomi luôn, mà cuốn sách sử dụng quốc tế này nó không có tiếng Việt. Đấy, toàn những tiếng ở châu Âu thôi, toàn những ngôn ngữ ở châu Âu thôi, đến tiếng Thái nhưng không có sao. Đó, không có tiếng Việt. À đây này, nó có nội dung thế mà mình lười mình lật làm gì. Tiếng Anh này, tiếng Pháp này, Italy này, tây này chắc là Tây Ban Nha, Đức này, nói chung rất là nhiều ngôn ngữ này, Bồ Đào Nha, nói chung là rất là nhiều ngôn ngữ ở châu Âu thôi chứ không có ngôn ngữ ở châu Á. Đó, đây là một cuốn khác. Đó, không có thẻ bài hỏi bên trong như bên ngoài ghi, mà chỉ có thêm một ốp lưng thôi. Thì sản phẩm này nó theo một ốp lưng silicone trong suốt nhá, theo một lưng silicone trong suốt này. Đó thì đấy, mình sẽ tiếp tục quan sát kỹ hơn về máy nhá. Bây giờ mình sẽ thử lấy cái máy ra xem nào. Bóc từ đâu nhỉ? À, để bóc từ đây. Đây, mình sẽ kỹ hơn về máy nhá. Đây này, nó sẽ là một cái túi dán như này, này các bạn này. Đó, một cái túi dán như này này. Đây, lật ra các bạn nhìn thấy nhá, không có một tí vân tay này này. Đó, bóc như thế mới chuẩn nhá. Lật tiếp này này. Đây, đằng sau của những chiếc Xiaomi xuất trên thị trường quốc tế bao giờ nó sẽ được in rất là chi tiết và bằng tiếng Anh như này. Nếu là bản sách tay ấy, thì nó sẽ mất cái dòng này mà nó chỉ có chữ mỗi chữ Redmi thôi, và bên dưới sẽ không có gì cả. Và các bạn nhìn thấy nhá, Make in China này, nó tên model là gì và sản xuất tại đâu này, nó ghi đủ này và một số tiêu chuẩn như là có hỏng thì đừng có vứt thùng rác nha, bởi vì đây là cái sản phẩm rác thải nguy hiểm này. Đó, tiêu chuẩn điện đó phải như nào ở châu Âu đấy, nó ghi đây. Và trên này bao giờ sẽ ghi rất là chi tiết là bằng tiếng Anh này, có email này, có email 2 này, có số serial number này, có dung lượng 128GB này, và có công ty sản xuất luôn. Các bạn nhìn thấy không? Có công ty sản xuất và địa chỉ công ty sản xuất luôn. Đây, bằng tiếng Anh hết. Đó là bản quốc tế và bản chính hãng tại Việt Nam cũng nó sẽ phải như thế. Bên trên này này, nó có sẽ có camera như nào, ví dụ như là 64MP của camera này. Thì mình nhớ không nhầm là bản sách tay nó sẽ không in cái này đâu nhá. Bản sách tay từ nội địa ở Trung Quốc ấy, nó sẽ không có chữ này. Nếu mà bản Ấn Độ thì nó sẽ tương tự như này.
bởi vì Ấn Độ nó cũng sẽ là tiếng Anh đấy, nhưng mà bản sách này thì Trung Quốc nó sẽ không có in những cái này. Hãy bỏ cái này đi này và không cái này. Đó, các bạn lưu ý như vậy, khi mà mua ấy, nó không có thì chắc chắn một điều đấy, nó là bản sách tay, hoặc là nếu mà không phải sách tay Trung Quốc ấy, thì nó là bản dựng. Đó, các bạn lưu ý như vậy. Đó, thì bóc ra nhá. Và bao giờ bản quốc tế chuẩn hay là bản chính hãng chuẩn ấy mở lên, không có hiện chữ unlock ở đây, không hiện chữ unlock ở đây nhá. Đây, và khởi động lên bao giờ sẽ có đa ngôn ngữ luôn, nó sẽ có đa ngôn ngữ luôn. Đó, các bạn lưu ý như vậy nhá. Đây, bạn nhìn nhá. Và tất nhiên rồi, đã là máy mua lần đầu ấy, thì nó sẽ khởi động rất là lâu, nó sẽ mất tầm khoảng 30 giây đến 1 phút thì nó mới lên được màn hình chính. Đó là cái điều chắc chắn. Đó, các bạn nhìn nhá. Đây, đây, rất là nhiều ngôn ngữ này. Đó, nhìn thấy không? Đó, rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Đó, sẽ là ROM quốc tế luôn. Chứ còn hiện chữ unlock ở dưới này chắc chắn là cái bản thị trường nội địa Trung Quốc, và được unlock, được cài và được đóng lại siêu cho các bạn. Đó. Đấy, đó chỉ là đơn giản cái kinh nghiệm để các bạn mua một chiếc máy quốc tế chuẩn thôi. Đó, các bạn nào mà nhờ mình làm clip này thì bạn xem clip này nhá. Và xem clip này là bạn cứ làm, cứ đi mua máy và cứ theo mình thôi. Chắc chắn một điều đó là bản chính hãng bao giờ nó sẽ có tiếng Anh luôn và tiếng Việt luôn. Thế nên là khi mà các bạn đi mua ở trên mạng mà người ta bảo là phải bóc ra cài đặt thì không cần. Các bạn cứ bỏ để nguyên siêu và chuyển cho các bạn để xem là có chuẩn hay không. Bởi vì là nguyên siêu thì rất là dễ, bởi vì đóng lại túi lông này không khó. Nhưng có cái tem này mới là khó nhá. Ok, là cái tem này nó không có dấu đỏ hay không có gì để phân biệt cả, nhưng cứ phải có thì mới là chuẩn đúng không? Đó là tem của đơn vị nhập khẩu đi du á thì mới là chuẩn. Và bóc ra bên trong như tương tự mình bóc này, cục sạc 30W. Ok chưa? Cục sạc 30W là rất là to, rất là khoảng hầm. Hầm hố đây 33W. Chân tai C, cổng màu da cam. Đó mà nó chính pro chuẩn chính hãng. Ok nhá. Còn bản sách tay như thế nào ấy thì thực ra là mình chưa được cầm chính xác ở trên tay đâu. Thế nên là bạn nào đã cầm trên tay và biết ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới để cho anh em chúng ta cùng biết, để cùng có kinh nghiệm để chọn được một chiếc máy chuẩn. Và nếu mà các bạn thấy clip này của mình hay ấy, thì các bạn cho mình một like nhá và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem. Các bạn cứ subscribe kênh YouTube đi. Mình sẽ có rất nhiều clip để hướng dẫn các bạn chọn mua được những chiếc máy chuẩn, cũng như là nếu mà các bạn mua máy ấy, thì các bạn có thể liên hệ bên mình nhé. Số điện thoại là 02565226789 hoặc đến địa chỉ bên mình là 170 Lạch Chay. Website mình là mnm.vn ấy, bên mình có ship COD toàn quốc cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Những chiếc máy mình chuyển đi mình sẽ để nguyên siêu, có bất cứ vấn đề gì đó thì mình sẽ chịu trách nhiệm cho anh em nhá. Mình mua bảo hiểm hết rồi. Ok, cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.